Gần 3 phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Roadster 365 số 1, mẫu xe Porsche đầu tiên trình diện trước công chúng vào ngày 8 tháng 6 năm 1948. Xuyên suốt 7 thập kỷ, Porsche đã trở thành một biểu tượng của sự chuẩn mực trong phân khúc xe đua và ô tô thể thao với hàng loạt cái tên mà chỉ cần nhắc đến đã gợi lên vô số thèm muốn. Nếu như huyền thoại Porsche 911 là một mẫu xe thể thao hai cửa ấn tượng nhất mọi thời đại, thì Porsche Panamera lại là sự hòa hợp giữa hai đặc điểm tương phản, vừa cung cấp hiệu suất vượt trội của xe thể thao, vừa mang lại sự thoải mái của dòng xe limousine sang trọng dành cho doanh nhân và cả gia đình. Vâng, thưa các bạn, với những cái thương hiệu đẳng cấp như Porsche thì tất cả những cái mẫu xe thì tôi sẽ không phải nói về cái từ đẳng cấp quá nhiều nữa. Và với cái dòng Panamera như thế này, các bạn sẽ thấy được cái gen của cái dòng xe thể thao 911 đã thể hiện trên cái mẫu xe này quá rõ. Phần mái vòm hay tất cả những cái chi tiết, đặc biệt nếu như các bạn cầm lái thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Những đường cong, thưa các bạn, luôn không chỉ hấp dẫn đối với cánh đàn ông mà còn với những chính những người đẹp nữa. Và với những chiếc xe mà chứa nhiều đường cong gợi cảm nhất, có lẽ tôi phải dành cho Porsche những cái lời khen ngợi như vậy. Người phụ nữ đẹp và quyến rũ thì chắc chắn là ai cũng phải nhìn không rời mắt rồi. Và Porsche cũng như vậy, với những cái đường viền được bo tròn rất mềm mại nhưng mà không kém phần thể thao và quyến rũ với người đối diện khi mà nhìn thấy lần đầu tiên. Và một điều mà hàng cực kỳ chú ý đó là bộ vành mâm 21 inch Porsche Executive. Với dòng xe của Porsche nói chung ấy thì là họ sẽ cái tính cá nhân hóa nó rất là cao. Bạn có thể từ một chiếc xe tiêu chuẩn, bạn có thể đưa thêm những cái lựa chọn của mình thích. Ví dụ bộ mâm này này, nếu như bộ mâm này tách riêng ra nó cũng hơn 200 triệu gì đấy. Đấy, rồi cái màu bạc này cũng vậy. Cái màu bạc GT Metallic này, màu bạc GT Metallic này xin thưa các bạn cũng có giá hơn 200 triệu. Và đấy là một cái trong những cái tùy chọn đã được lắp trên chính cái xe này. Thưa các bạn, thì với những chiếc xe đắt tiền ấy thì nó đẹp từ cái chụp che cái đầu 12V hay là tất cả những cái vật liệu trên xe nó đều được là vật liệu cao cấp hết. Đơn giản bởi vì nó là nhiều tỷ mà. Tôi sẽ đóng cái cốp lại cho các bạn xem. Cái thiết kế này nó quá huyền thoại của Porsche rồi. Và ngay cả những cái dòng xe thương mại ở dưới với cái mức giá bình dân hơn thì đều đã học theo những cái thiết kế này để đưa cái yếu tố thể thao. Và thực sự bộ đèn này nếu như đi trong đêm nhá thì là lấp lánh luôn, long lanh. Và Hằng tin là mọi người cũng sẽ giống như Hằng khi mà nhìn thấy chiếc xe Panamera chạy ngoài đường cũng không thể rời mắt khỏi sự quyến rũ của nó đâu. Chính vì thế thì cũng đừng rời mắt khỏi Hằng, bởi những thông tin thú vị về chiếc xe vẫn còn ở phía sau. Tôi tin rằng với bất kỳ bạn nào khi mà đã ngồi vào khoang xe của Porsche thì đều cảm nhận được ba cái yếu tố trên chính cái Panamera. Thứ nhất, nó rất thể thao. Cái thứ hai, nó sang trọng. Và đương nhiên rồi, nhắc đến thương hiệu Porsche vẫn là đẳng cấp. Đẳng cấp ở đây từ những chi tiết da ở trên xe này, rồi chi tiết thể thao đó là cái bộ ốp carbon với cái chi tiết mạ nhôm như thế này, anh Hùng biết không? Tiết lộ với Hằng là cái bộ da này nhá, đã được trang bị trên xe này ấy, bộ da nội thất đỏ đen là có trị giá cũng hơn 200 triệu đấy. Đấy, bộ mâm lúc nãy ta cũng tính sơ sơ là cũng hơn 200 triệu rồi. Và trên cái da này cũng vậy, nội thất này cũng vậy, chưa kể đến hệ thống loa Bose. Và phía sau mái tóc bồng bềnh của em á là cũng là cái logo được dập. Đây là những cái tùy chọn cao cấp trên chính cái xe mà chúng ta đang ngồi. Và nói về tiếp những cái trang bị tùy chọn thì để xem nào. Ghế lái chỉnh điện 14 hướng này, điều hòa 4 vùng độc lập này, các ghế còn lại là 8 hướng này, đầu CD 6 đĩa này, ốp carbon này. Và đặc biệt là gói thể thao Sport Chrono. Đấy, Sport Chrono này thì sẽ có một cái nút bấm ở giữa đây này. Nó lấy cảm hứng từ chiếc 918. Cũng là một siêu phẩm của Porsche. Bấm vào chiếc nút này thì điều gì sẽ xảy ra? Mình sẽ thăng hoa trong vòng 20 giây. Có 20 giây. Về cái gen của Porsche thì các bạn sẽ thấy được rằng là có hai thứ mà sẽ không bao giờ thay đổi, mà tôi thấy chưa bao giờ thay đổi, lâu lắm rồi không thay đổi. Các bạn sẽ thấy rất rõ ở hai chi tiết. Thứ nhất là chiếc chìa khóa, và cái thứ hai là cái đồng hồ cơ, đồng hồ vòng tua vẫn nằm ở giữa. Tất cả mọi thứ bên xung quanh nó là digital, nó là kỹ thuật số hết rồi. Nhưng xin thưa, tôi là Porsche, tôi phải có cái đồng hồ này. Và ở chế độ Launch Control khi chúng ta sử dụng trên chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy được cái đồng hồ này nó hay như thế nào. Phần đó trong phần trải nghiệm nhé.
Thực sự là bất ngờ khi mà ngồi vào bên trong. Ở bên ngoài thì em thấy là cái vòm khá là dốc, nhưng mà khi vào bên trong thì không gian vẫn rất là rộng và thoải mái cho riêng một mình có thể cảm nhận là không ai có một cái không gian lấn sang nhau được, đúng không? Anh Hùng thì cũng có không gian riêng của anh, đúng không ạ? Ngoài ra thì nói chung chiếc xe này là dùng chiếc xe này là tâm rất sáng. Thực sự là vậy. Đấy, tất cả mọi người đều có không gian riêng rồi. Em còn lại có cái bệ tì tay này này. Da xịn hết nhá. Các bạn có thể thấy được là thấy vị trí ngồi nhá. Hằng thì thông số kỹ thuật là cao 1m gần 7, sát về 1m7. Số đo 3 vòng thì bí mật nhá, anh em thử đoán. Còn đây các bạn sẽ thấy được một cái vị trí ngồi. Ok, mái tóc vẫn bồng bềnh ở trên, vẫn có với một cái mái vòm rất dốc, vẫn đẹp. Khoảng cách rộng như thế này cơ mà. Không gian. Đó, như đây một cái màn hình điều khiển rất là đẹp. Độ phân giải thì quá cao rồi, tôi cũng không biết nói là bao nhiêu ca nữa, nhưng mà thực sự rất cao. Và cái cảm ứng của màn hình ấy thì nó là đẳng cấp, rất dễ dùng và mình có thể cảm nhận được là nhấn bao nhiêu. Đó. Điều hòa thì vẫn là 4 vùng thì biết rồi. Tất cả những đây. Cái nút điều khiển này thì tôi gọi là trên tất cả các cái xe đây đây, điều khiển cái cửa sổ toàn cảnh ở trên cho hàng ghế ngựa, cho người ngồi sau. Ngày xưa anh bạn tôi nói rằng đây là một chiếc rèm chắn nắng. Tôi thì tôi lại cho rằng đây là chiếc rèm riêng tư thực bạn. Nó là một không gian riêng tư thực mà. Không tin cứ đóng lại mà xem. Và thưa các bạn, với một chiếc xe Porsche thì các bạn sẽ thấy rằng là để đọc hết được các cái danh mục về trang bị an toàn của nó thôi, chúng ta cũng phải liệt kê ra hàng trang A4. Nào là khung xe siêu cứng, rồi là vật liệu nhôm ở B2 bên hông, rồi là bên cửa thanh gia cường, hệ thống túi khí, hệ thống hỗ trợ rất rất nhiều thưa bạn. Bởi vì tất cả những chiếc xe của Porsche, như tôi đã nói rồi, cái gen thể thao nó rất là lớn. Chính vì vậy các cái công suất và các cái chỉ số vận hành nó quá tốt. Thế nếu như mà không có được những cái hệ thống hỗ trợ như vậy thì bạn sẽ rất khó kiểm soát được một chiếc xe, bởi vì cái công suất nó thực sự là mạnh. Máy 2.9 công suất ở cái bản này là bản tiêu chuẩn. Cũng đã là 330 mã lực và 450 Nm. Hơn nữa nó lại là cầu sau. Vì vậy nếu như chúng ta chỉ cần quá ga thì rất có thể cái đuôi nó văng đi đâu cũng không biết mỗi khi qua cua. Vì vậy sẽ có hệ thống PSM ổn định thân xe, rồi hệ thống treo, rồi hệ thống khung gầm 4D vân vân, tất cả những thứ đó để giúp cho chúng ta an toàn hơn. Nhưng mà phẩm chất của một chiếc Porsche, Hằng ạ. Đây ạ, một chiếc Porsche thì cái yếu đây, khi mà anh sẽ chuyển ngay sang chế độ S đây nhá. Đó. Sport đấy ạ. Thì nó sẽ khác. Nó quyết liệt hơn và nó rõ rệt hơn. Đó. Đấy. Cảm giác khác, nhưng mà thật ra là em thấy vẫn rất là êm ái. Với đơn giản mà mẫu xe này thì nó vẫn hướng tới một cái yếu tố là tôi thể thao nhưng mà tôi vẫn phải phục vụ gia đình của bạn. Đấy. Còn bạn ngồi sau, bạn gái ngồi bạn B ở bên cạnh hay là bất kỳ vị trí nào thì cũng phải có cái sự thoải mái đến từ không gian, thoải mái đến từ các cái tiện ích xung quanh, và thoải mái tới từ cái trạng thái mỗi khi mà chúng ta thay đổi cái gia tốc của xe. Nhưng mà với em thì phụ nữ thì cũng chỉ thích cái điều đầu tiên đấy là phải đẹp đã, gì thì gì vẫn phải đẹp. Đúng rồi. Tiếp theo nữa là việc đẳng cấp, ở sự sang trọng từ những cái chi tiết rất là nhỏ. Ví dụ như là em đã chia sẻ vừa nãy đó là về cái chi tiết da rồi, rồi là mặt táp lô hay không, dù là một cái xe thể thao nhưng vẫn thể hiện được sự sang trọng đó. Và mọi thứ, những cái chi tiết nhỏ nhất ở trên xe thì đều được gọi là rất là tỉ mỉ và thể hiện được cái sự sang trọng, đẹp, nhưng mà không kém phần thể thao và có một cái sự gọi là quyến rũ đặc biệt. Đây, bây giờ mình sẽ dừng lại. Sport hoàn toàn, Sport Plus nha. Đạp hết phanh nè. Rồi, hết ga, lao cần cho anh tiếp à. Trên màn hình các bạn thấy không ạ? Nhả ra. Đó. Đấy. Trải nghiệm được, tận hưởng tất cả những cái cảm giác khi các bạn đua với cái động cơ của Porsche. Cái thứ hai là cái hộp số PDK 8 cấp. Hộp số này cũng được xin đưa với Hằng là cũng đánh giá là một trong những hộp số hay nhất trên thế giới. Hay ở điểm nào anh? Nếu như khi mà chúng ta để ở cái chế độ normal thì đi nó chuyển số rất êm. Nhưng mà khi sang sport nó là ở hoạt động ở cái chế độ khác hẳn.
và Sport Plus thì nó có cái gì đấy nó giống như cái hộp số tuần tự. Đấy nha, nếu như bạn cần một chiếc xe êm ái thì một bí kíp cho bạn là Panamera cũng đủ êm đấy, mặc dù là thể thao. Các bạn hãy nhìn cái hình ảnh bên cạnh ấy, ngủ ngon luôn. Và thực sự là một chiếc xe thể thao có thể đua được, nhưng mà lái khi mà đi đường trường, đi phố các kiểu thì cũng dễ như ăn kẹo luôn. Thực ra với Porsche thì có lẽ chúng ta cũng không phải nói quá nhiều cái đấy nữa. Mà có lẽ với một cái sản phẩm thương hiệu đẳng cấp như vậy, chúng ta đã dành quá nhiều lời khen rồi. Nhưng một vấn đề rất rất quan trọng nữa ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải đến với cái dịch vụ. Đấy, một chiếc xe đẳng cấp và thể thao cũng đã đưa chúng ta đến những cái nơi cần đến đúng không? Nó rất đẹp và sang trọng. Sang trọng, đẳng cấp nhưng mà lại cũng rất gần gũi. Ở Vincom Vetropolis. Chào mừng anh chị, đến với Porsche, em là Đức. Hôm nay có thể giúp gì được cho anh chị ạ? Thì thực ra hôm nay là mình với cả Hằng đã có một cái ngày trải nghiệm rất tuyệt vời với cái Panamera này rồi, cái Porsche á. Đấy, thì mình cũng được nghe nói rằng là trong tháng 7 này Porsche Việt Nam có một cái gì đó nó rất đặc biệt thì muốn Đức giới thiệu luôn. Em chia sẻ bí mật với anh thôi nhé. Từ giờ đến cuối tháng 7, nếu anh chị là những người sở hữu xe Panamera mới thì em sẽ có món quà rất là đặc biệt dành cho anh. Món quà đặc biệt. Quà vừa đặc biệt lại vừa to nữa. Một món quà rất là to và sang trọng. Đó là hệ thống loa thanh Porsche 911. Cái điều gì khiến nó đặc biệt nhỉ? Mình thấy thì nó cũng tương đối giống chiếc bộ ống xả của 911. Chính xác, điều anh vừa nói chính là một trong hai điểm đặc biệt của hệ thống loa này. Chiếc hệ thống loa này được thiết kế và lấy cảm hứng từ hệ thống ống xả trên xe đua Porsche 911 GT3. Và điểm đặc biệt thứ hai, đây là phiên bản giới hạn. Và các bạn hãy nhớ rằng là bộ loa này chỉ có giới hạn 911 chiếc trên toàn thế giới. Về Việt Nam số lượng cũng đã giới hạn, nó còn giới hạn hơn, còn ít hơn cả những chiếc xe mà Panamera còn tại Việt Nam. Đúng không ạ? Nhưng mà điều đặc biệt là trong tháng 7 có duy nhất Hằng thế nhé.